Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì cơ cấu lại tủ để chờ ngày mai. Ngày mai là sẽ có hơn 20 chiếc máy ảnh về. Anh em theo dõi kênh của mình thì có thể là chờ ngày mai nhé. Ngày mai mình sẽ làm một cái video mà mở hộp, mở thùng, khui thùng 20 chiếc máy ảnh về. Nói chung là 20 chiếc máy ảnh về thì vẫn đều là những cái chiếc máy ảnh gọi là khá là quen thuộc ở bên mình thôi. Còn đây là một số những cái chiếc máy ảnh mà hiện tại vẫn đang có sẵn ở trên cái tủ của mình. Tất nhiên là một số những chiếc máy ảnh, ví dụ như những cái chiếc máy ảnh như là A72 bên trong này này, hay là cái chiếc máy ảnh như là Nex 5R này, rồi thì A5001 này, Nex 6 này, Nex 7 nữa này, đều đã có các bạn đặt cọc hết rồi. Các bạn ấy bảo là sang tháng lấy, do vậy mà mình vẫn đang giữ lại máy ở đây. Cũng như là bây giờ sẽ dọn lại những cái chỗ trống để ngày mai sẽ chào đón những cái thành viên mới. Hy vọng là những cái chiếc máy này ấy, thì sẽ gọi là ở trong tủ của mình một thời gian ngắn thôi, sau đó nó sẽ đến với tay các bạn. Ở trong đây thì có những cái chiếc máy ảnh dòng Nex, Nex 3, Nex 5 ấy. Nó rơi vào tầm khoảng độ trên dưới 3 triệu. Ở đây đang còn rất là nhiều. Do vậy mà các bạn nào mà đang có cái tầm giá, tầm tài chính tầm khoảng độ 3 triệu mà lại kèm muốn mua một chiếc máy ảnh kèm cả ống kính thì cảm biến rời, ví dụ như chiếc Nex 5 hay Nex C3 ấy, chúng ta có thể là cân nhắc những cái chiếc máy ảnh này, giá rất là mềm. Chỉ rơi vào tầm 3 triệu kèm cả ống kính thôi. Còn nếu các bạn nào mà đang sử dụng hoặc là đang có những cái ống len phim, hoặc là có ai đó cho những cái tặng những cái ống len phim ấy, thì chúng ta có thể mua những cái body này. Nếu các bạn mua những cái body này thì nó chỉ có mức giá rơi vào tầm 2 triệu, thậm chí là gần 2 triệu, trên dưới 2 triệu một chút. Chúng ta đã có một cái chiếc máy ảnh có một cái cảm biến lớn, cảm biến này APS-C này, rồi hệ số crop là 1.5, độ phân giải từ 14 đến 16 megapixel. Nex 6 đẹp keng như thế này cũng đã có bạn đặt rồi, nhưng mà Nex 5R này cũng có bạn đặt rồi này. Nex 5N hình như là cũng có bạn đặt rồi, mình không nhớ lắm. Đây là con gì đây? Con Nex 5 để lên trên đây. Đấy, đại loại là mình sẽ sắp xếp. Ngày mai là có XA3 rồi A6000 ngày mai cũng về này. Xong đó thì còn A5001 ngày mai sẽ cập bến là 7 chiếc. A5000 cũng có thêm một thành viên mới này. Rồi thì Lumix sẽ có con GF9, hai con GF9 sẽ về. Và sắp tới sẽ có cái gì nữa nhỉ? Có một con G5 nữa, có một con G5 nữa. Đây là một cái con mà mình sẽ cố gắng làm video để nói những cái điểm mạnh và điểm yếu của những cái con máy ảnh này để cho chúng ta có một cái nhìn khách quan nhất, tại vì có rất nhiều bạn hỏi mình về cái chiếc Nikon G5. Về cá nhân mình, thực sự mà nói thì cho tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang chưa cầm một cái chiếc Nikon G5 nào. Nhưng mà có rất nhiều bạn hỏi về cái chiếc máy ảnh này. Do vậy là mình cũng sẽ gọi là lấy thử một chiếc về. Thứ nhất là để làm review xem là chất lượng nó như thế nào mà nhiều người hỏi thế. Và thứ hai nữa là để xem là nó có xứng đáng với cái mức giá của nó ở thời điểm hiện tại hay không. Đấy. Ngày mai có thêm những cái ống như 35.1.8 này, 50.1.8 này. Do vậy mà các bạn cũng có thể là chờ nhé. Tủ bên này thì có những cái chiếc như là M2, M10. M10 mình bán gần hết rồi, còn một chiếc màu đen ngày mai về tiếp hai chiếc nữa. Và có một số những cái ống kính của M10, ví dụ như con 55-210 nữa. Lumix hôm nay mình đã bán được một chiếc GF9, một chiếc FZ1000 và một chiếc G7, ngày mai sẽ ship cho một bạn. Hôm qua thì cũng đã gửi một chiếc Olympus M10 Mark 3 cho một anh ở bên phía Lê Trọng Tấn. Anh này anh chuyên bán về dòng Olympus. Con này thì các bạn nào đang có ý định mua một chiếc máy quay 4K này, kiểu dáng vintage hoài cổ, thì có thể là tham khảo con M10 Mark 3 của Olympus.
Hoặc là chúng ta có thể tham khảo G7 này. G7 Lumix cũng là một sự lựa chọn rất là tốt. Ngày mai cũng sẽ ship một chiếc Lumix G7 cho một bạn ở tỉnh. Nex 5R và Nex 5T A5100 đang trống hết ở trong tủ. Như vậy các bạn có thể nhìn thấy cái độ hot của những cái chiếc máy này. À, mình có một cái chiếc Compact ZV1. Cái con này mình thấy là đánh giá trên mạng rất là tốt. Nhưng mà hiện tại mình không bán được cái con này. Mình đang không hiểu vì sao. Mức giá của nó thì cũng tương tự như các shop khác thôi. Máy đẹp keng. Nó rơi vào tầm khoảng độ 11 triệu. Mà 11 triệu các bạn nên lưu ý là bên mình còn có thêm cả một cái bộ chuyển đổi góc rộng Ulanzi nữa đây này. Đấy. Khi mà các bạn gắn thêm cái bộ chuyển đổi này vào, nó sẽ giúp cho các bạn là tạo ra một cái góc rộng để giúp cho các bạn có thể là làm vlog nó tiện hơn. Mà vẫn mức giá 11 triệu mà vẫn chưa thấy có ai chốt. Hay hôm nào rảnh rảnh mình sẽ phải làm một video riêng biệt về cái chiếc máy ảnh này. Thì hy vọng với cái video này các bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những chiếc máy cũ khác. Cảm ơn các bạn.